ớt vào nó hoành tráng này. Rồi đấy, đấy di rau đã bình tĩnh này, này có sao, đủ vị. Sao ông lại dí nó thích, dí nó xuôi, dí nó ngược. Quá tuyệt vời ở mặt trời. Quá mặt trời này. Nào xin mời cả nhà nào. Mời cả nhà nhá. Ui đồng hôm nay rồi chặt thế này mà. Đấy thấy chưa. Sắn rắn đe nhỉ. Đấy được. Ok. Ui rồi. Úp rồi, úp thoải mái. Hello, Liên Toàn xin chào tất cả đại gia đình nhé. Hôm nay vẫn như mọi lần, một buổi sáng gọi là mình làm gọi là ít lòng lợn tiếp canh. Hôm nay mình sẽ gọi đầu bếp Hải này, với Đinh Xuân. Đấy, với Bọc Biển với các ông đến nhé. Đấy, để thưởng thức cái món là tích canh lòng lợn. Hôm nay đánh hơi nhiều rồi nhỉ, hôm nay mình mua rất nhiều cái đồ ngon nhỉ. Lòng ngon là đồng cổng các thứ rồi là sườn sườn non nữa. Đấy, thì bây giờ mình vào mình đun trước này, xong rồi chờ các chú sang để các chú triển khai. Đấy là lòng già với cả lòng non này, nên Toàn mua cái lòng cổng rất là ngon cả nhà. Đấy mới tiết. Đấy, bây giờ đầu bếp Hải vào gọi là nổi lửa để đun cái sườn sụn non chế biến. Đấy cái này là đầu bếp Hải bắt đầu chế biến. Hôm nay đánh gọi là 14-15 bát mà. Đấy cho nó hoành tráng. Đấy cái sườn sụn non này cứ phải khía ra cho nó nhanh chín. Đấy cứ cắt ra. Không phải nó lâu chín. Đấy, ông đang nhặt rau. Ông nào chân nhặt rau gọi là. Còn là ông nằm chân pha chè. Hai ông. Mời hai ông sang nằm gọi là bát tiết canh lòng lợn. Giai đoạn băm sụn, sụn. Tần sụn này đánh cái này nó ngon. Đấy, lòng mình cho vào luộc nóng và bây giờ thì cứ thái ra là chiến đấu rồi nhỉ. Đánh xong tiết canh là thái chiến đấu. Đơn giản mà ngon. Con lợn này nó to. Những cái lồng cổng to thứ. Đấy, trong lúc chờ đợi cho ông nếm một miếng này. Nóng quá rồi. Đấy, ông làm miếng to đấy. Ngon không? À, to tất là mồm luôn. Ngon quá nhỉ. Đúng rồi. Mà đánh vào 13 bát cả nhà. Đấy, tiết lợn thì nói chung là nó cũng như mọi lần là rất dễ. Cứ một tiết một nước. Ừ, cứ một nước một tiết. Đơn giản. Đấy, vậy chuẩn đét. Đông thì nhanh, đông thì tài. Nhanh, đông thì tài thật. Rồi người hãm chặt mấy cháu cứ hót miệng chú hót miệng cháu. Ông Hải làm cứ làm ba chén không cho vào ba đủ ba chén. Con người nó sạch sẽ này. Quá tuyệt vời. Đấy là công việc của chú nhà thương như vậy. Biết nào. Đồng ngày. Bà đi vào ra chợ rồi. Đi chợ rồi. Quá đẹp. Tiết đỏ, ông, tiết đỏ rực rỡ. Ngoài tiết đẹp. Hôm qua con nhà em có ăn được cái này rồi. Thường như thế nào vậy à? Bà đi chợ rồi. Con thì em không bế, em có cháu mà nào em không bế. Sang hai tuổi rồi. Đến vài bữa nó về đây. Thế thì mình về quê, sợ đẻ lên một đứa bà mới mất cả rồi. Quá đẹp. Biết đi bên đó thì tuyệt vời.
Cô như kia anh ạ, cô đắng. Cô về đây nửa tháng rồi, lúc khóc đi khóc, thì Khánh nó bảo nó khóc. Nó khóc một kiểu, nó sốt một kiểu, rồi ôi em đắng ra mình về kia em ba gặp cái mặt này đi buôn được cho được vé có đi được đâu. Đó, rực rỡ. Giàn tiết canh. Giàn tiết canh. Sữa. Cho nó rực rỡ. Sữa không bán được, nó mới khê, thế là mất mất một kiểu. Thế là nó để nó có khi quá hạ thế ạ. Người ta trả lại mất mất triệu rồi, em cứ dẫn chân mình về em mà con cháu nó thôi cô ạ. Thế này không buôn được, con thì đã giàu rồi. Khu vực thì tôi đi chợ thì vé mà. Vừa tầm nhỉ. Đấy, bán này đông luôn, bán này đẹp này. Cái cho bán này đẹp. Đấy, lá ở trên. Tuyệt vời. Vừa xinh nhỉ. Gừng. Đấy đã đánh xong một dàn rồi cả nhà, đơn giản. Đơn giản và ngon, nhìn nó rực rỡ. Bây giờ sang cái công đoạn gọi là thái lòng. Đấy, cái lồng cổng. Đây là cái khấu đít, gọi là mình hay gọi là, quê mình gọi là cái lồng cổng. Ngon thế. Dày, ngon. Dày quịch nhỉ. Có miệng ngon. Nhìn to này ăn ngấp mồm luôn cái miếng này nhỉ. À. Ngon. Ăn loại này với ngậy béo. Này, ngậy ngon được, cái loại ăn này gọi là chất lượng đấy. Quá ngon. Vâng. Bà sao lắm người thích ăn cái lồng cổng như thế. Cái này cái đoạn đít. Ở đấy cho có biển ăn. Giòn. Giòn. Ăn này giòn tan đấy, nhìn trắng phau nhỉ. Vâng. Ngon thật đấy. À, bây giờ xong rồi mình mời cả nhà vào thưởng thức cùng với cả Lê Toàn nhá. Đấy, tiết canh lòng lợn đấy, siêu hấp dẫn. Nào xuống rồi các ông ơi, xuống triển khai thôi. Kính các ông đây. Rồi, mời các ông thôi. Kính ông xuống ngồi đấy. Khẩn trương không mưa. Các ông xuống rồi ăn cho nó mát mẻ là người buổi sáng nó ngon lành anh đào đi. Đấy ông người đang lau xì ở lau áo ấy kìa. Đồng như thạch này. Đồng như thạch này. Cậu đây ạ. Đây. Để cháu quay cho cậu. Nha. Cho miếng ớt vào. Quay không? Ớt vào nó hoành tráng này. Rồi. Đấy. Em đi rau đã. Bình tĩnh. Đây. Có đủ vị. Sao ông dí nó thích nhỉ? Dí nó xuôi. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Quá mặt trời này. Nào xin mời cả nhà nào. Mời cả nhà nhá. Ui giời đông hôm nay rồi. Chặt thế này mà. Đấy. Thấy chưa? Sắn rắn đe nhỉ. Đấy. Được. Ok. Ui giời. Quá ngon đấy. Được. Rồi ông các ông triển khai cứ tự nhiên đi. Tự nhiên. Tự nhiên. Kính hai ông. Đấy, kính hai ông. Kính hai cậu. Ông cậu mình đấy. Hai ông hai ông cậu của bác là gì? Hai ông một ông bác một ông chú là của Lê Toàn. Mời hai ông nhá. Mời hai ông. Kính hai ông. Rồi. Kính anh dâu dài. 100% nhá. 100%. Hai ông mấy tám người ra rồi. 100% đấy. Mời cả nhà thưởng thức. Quá tuyệt vời. Cậu mới gạo. Đấy, sáng đến là nói chung là vẫn như là mọi ngày. Đấy, anh em là làm gọi là mấy bát tiết canh thì là mời các ông đến là cho nó vui. Đấy. Tên gì? Đỡ gồng cảnh. Ông cứ vắt chanh mà vắt quất này mà nó thơm. Quá ngon. Ma ruột nhỉ. Đồng đặc cái này ăn đúng vừa tiết vừa. Không, vừa tiết vừa. Quá vừa. Ngon. Âu. Bánh đậu âu. Tươi à? Ra nó nóng ngon, nồng cộng ngon. Đấy. Nghe bà tươi. Đấy, đấy là bà tươi sắn. Chỉ còn mất cái lòng tươi sắn là ngon nhất. Lòng tươi sắn công nhận là ngon. Biết cách nấu biết, người ta pha chế sáng tự tay đi làm đi đấy à, không phải như ngồi ở nhà như các con khác là con buồn mà nó đổ đấy, ô hợp các kiểu đây tự tay mai bán ngày bán đêm thế rồi cú đấy cháu kệ thôi cú chạy xuống hải làm toàn nhanh này à này đây nhá. Thầy giỏi lên cơ dần huấn luyện các cháu lên cơ dần chính kiến từ đầu.
bằng cái bổi nghe vui tai thật. Bổi tận sơn sụn non. Sơn sụn non hết. Bằng mình bổi ngon. Sao ở đâu ra mọc lắm xìa đấy. Dạo này rất tiếng nhiều bổi các bạn. Cái tiếng bằng của nó mình thích. 15.000 mà nó lấy cho 30.000 cho mình có tính nhầm cái gì không đây? Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà. Ây da, ông hết bát một bát rồi đấy. Ông tận hết một bát rồi. Quá đỉnh, ông vào cái ông tận luôn. Video này phải mát. Chúng tôi tạo nguồn cảm hứng cho những người, người ta cảm nhận người ta thích. Người ta thích người ta. Rồi cái nhà ông nhà như thế, không lướt vào nhà ăn. Đánh đông đặc như vậy mới ngon, đánh chuẩn. Đúng không? Như thế. Được. Chất lượng. Không lướt giáp gì hết. Ăn thế mới ra miệng. Giờ này như là con mèo nằm nấu lại ngon nhỉ. Đúng rồi. Chứ nó má. Cho một cốc đi. Già nó không có mấy nhỉ. Nó nhiều cho cốc. Ông xin cốc không? Ngồi mà cứ thoải mái, bùi rãi cho tao nó ngồi đây còn bùi rãi. Cái gì đây? 50 thôi chứ. Bùi rãi lúc này thôi. Tối là các ông xui hết thằng nào hôm nay giống tao cũng thế thôi. Các ông uống vào rồi là... ta trải qua rồi chứ phải biết rồi nhưng mà khỏe lắm thời, nhưng mà rồi đừng nói là cháu là xui hết quan trọng công phải thông cảm cơ mười câu xích câu cặc đấy chính tao công ty tao cặc lái bọn nó phải kiếp kìa mà thì nó bảo à thì đi công ty bây giờ nó công nhân thì giờ nói chung là vào cái chỗ gọi là nó tập thể thì nói chung là nó vậy. Nói chuyện nó vui. Nó vui, đúng rồi. Đi làm tập thể nhiều khi cứ câu ra câu vào tiếng tao táo nó vui cả nhà. Quần chúng. Đấy. Đúng rồi, gọi là quần chúng, quần chúng. Là đi sâu vào quần đấy. Công nhân khúc nào ra khúc đấy. Mày biết cậu mày rồi nữa. Và cậu thì tứ giữ sang hổ trong dạ thì cậu biết người. Tao làm mối cho mày con Thành Hóa mà. Mày nó em thử thì gái quá mà tao nó tuổi con cháu mà tao không đạt rồi. Cháu hồi đấy cháu chỉ chuyên ăn đồ đánh cạp. Không nghĩ đến gái mũ nhỉ. Thật xình hiếm có. Ừ, các bác giá. Không, cháu này cháu chuyên đánh cạp. Cháu nghĩ đến gái mũ rồi. Cháu tự nhiên lắm. Còn đấy có nhận nhau về sao cháu nghĩ cũng xinh nhỉ. Nhưng khi về nên đê đứng là cái lòng bồn chồn sao xuyến. Đúng rồi. Nó cái tội nhớ, nó nhớ quá. Người ta cứ chán, treo ngẹo rồi cứ kệ. Nhưng mà nó cứ kiểu như phẩm nhớ trộn, nó học nó chín. Tình gái lắm mà người con trắng mà. Họ nhẹ như hồi đấy mà nó có tuổi nhảy nó già thì nó tấn công mình. Lông cầu đấy. Lông cầu ngon, ăn ngậy. Ủa, hôm đầu tôi đây là một lần cháu này. Tôi con nhà chủ không giữ tôi chút rau luôn, rửa bát, ngập rau. Tôi đi chợ. Quá tuyệt vời. Chết được. Thổi cơm trắng phải rửa bát là về. Kể cả bố mà nó bằng mẹ nó bên cạnh. Nhưng mà chú ý của tôi bắt chết bố. Cũng làm thế là chắn mình hơn. Cảy lắm. Nãy nâng cốc rồi. Nâng cốc càng sầu thêm. Rút xìa chặt xuống tiết, tiết càng rắn mạnh. Đồng cái này mà. Không một tí giọt nào. Cho đúng tỷ lệ. Đúng tỷ lệ nó đông. Dần dần anh em con cháu biển nó cứ vấy cái canh phải úp bát. Úp bát rồi, hôm nay úp bát rồi. Kinh nghiệm ấy, đi nắc này mà nó không song sóng là thì ok rồi. Đây này, cứ phải úp đi còn đá. Úp thử cho. Hôm nay úp rồi. Úp rồi này. Đấy, úp rồi, úp thoải mái. Cho một cái đĩa mà sắp. Rồi, nó rơi thế này, úp thoải mái. Nhưng mà đi úp được nó lại rơi nạc. 4 5 bát kia không mà cái nạc gì mà nó xem là nó xem cái đó hay lắm. Đấy là TikTok. TikTok top. Không là có một hôm con chó. À chứ còn cái con thằng nào nó bế uống hết đâu. Uống hết đâu mà cứ nào, nãy giờ. Uống thì rót đi. Ông anh uống hết đi. Uống hết đi. Say đồng đều. Ế. Say đéo. Không ăn mài được anh say đâu. Đúng rồi. Mẹ, hôm qua mình cũng say. Say qua mình mẹ đi xuống tận Ba Đa. Đấu xuống. Đấy ông này lại chơi ba thứ hai. Ba thứ hai. Đây gọi ma ruột. Đây gọi là cúc của thánh. Ở đây là gọi là chia đời cúc thánh tiết canh. Gọi là hai ông gọi là thánh tiết canh, gọi là trên 70 năm tiết canh. Đấy. Đây một bát chơi gần hết này. Đấy, đấy. Chưa? Đấy. Đấy. Thánh tiết canh là 70 năm rồi. Canh hành trời ớt đầy đủ phép. Cũng như Bali các kiểu. Anh em mình mới có gọi là ngoài 40 năm tiết canh thôi. Nhưng mà gọi là hai ông này phải ngoài 70 năm tiết canh rồi. Đấy, ông cũng đấy, tiêu ông cả. Tiêu đúng ra ngoan ứng thủ tục. Đúng thủ tục đấy. Ăn tiêu cho rau.
rau. Rau thơm nữa nhé. Thủ tục cái rau này là bây giờ ông là thời 4.0 bắt trước, còn chỉ ăn tiết xong là nhét một hai cái cọng rau thơm cảnh quất út vào mồm. Cắn cái lá rau thơm cắn làm đôi. Đúng rồi. Để thời có 4.0 để bắt trước chúng cháu. Nút nút rau thơm nút nút như nút nút đó. Cứ về cả cúc chơi. Đấy, hết là dê, tiền dê gọi là ông cứ đổ ục phát vào đây là xong, ông cứ dê dê nó bay hết là hắt hơi sổ mũi. Các ông ông cái dê này. Đều. Đấy, dê đều. Đều các cái sạn lúa. Đúng rồi. Như răng mạ không? Dạng như răng mạ. Không đang xả. Đấy ông làm miếng cho nó mát ruột. Quay sát vào cho nó gắn. Quay sát được gần à? Đấy, quay sát ông. À to. Đấy, sắn miếng to vào. Ông ăn ngon thế. Sắn miếng mạnh, sắn miếng nó phải hàng như cái môi này, sắn cưng. Ok. Nửa bát rồi là múa miếng nửa bát thì mới được. Cảnh quất này khó chịu. Hồi đó cũng phải phá rồi. Phá đi thôi rồi. Phá đi thôi, tôi tưởng phá rồi. Mấy giờ ăn cái canh phải như băng ngón nha mày. Phá dần dần đi cho nó mát mẻ, mát ruột. Ăn thế mới ăn. Làm tí tiêu cho nó hơi tọc. Ừ, làm tí tiêu. Ôi, có quá đấy. Đấy. Ngon đấy. Được. Đấy, giờ đâu xìa đấy, thằng này được dần dần khôn ra. Đúng rồi. Thế ông bảo nó mớm. Vệ sinh là đúng. Mời về yêu nhau. Mời về nhà. Đấy, làm như đấy mát ruột. Dễ hơn. Qua tuyệt vời mặt trời. Ui dồi, được. Ngon đấy. Ông cái này mà. Đấy, được, không tí nước nào. Ăn giòn sực thân sướng. Đúng rồi. Giòn cực cực nhỉ. Có chất lượng. Ăn đúng hàng cái canh. Ông thủ tục ướp nhỉ. Đây. Đấy ông có làm như đấy. Gà luôn, bán ruột. Luôn tục nguyên nữa, tiếp tục này. Như nữa này, ập luôn à. Ồ, lại bạn thế. Đấy, đấy ông có làm như ăn luôn thế mới sướng, chất lượng cuộc sống. Chất lượng. Cậu nghe không? Làm view rất tốt. Quan bản là ông ăn được, đấy mới làm view được. Vâng, cháu chiến liên tục. Đi trong chiến thì không kịp. Cậu vào thế nào? Tuyệt vời, ăn ngon. Đấy, làm miếng này rất là hết bát. Đấy, chỉ làm miếng không bát, hết bát. Ui dồi. Ngon ngon. Và cái cả nhà đó cái tay xuân này nó chuyên xà mồm sờ râu khan. Lau mồm. Lau mồm. Lau cho. Chuyên xà mồm. Lau mồm. Nó có lợi dụng mà. Lau lau mồm. Lau mồm có khi để quên cả vào mồm. Đó này. Tiết là đều ngon, tiết đều ngon đẹp. Thế thì cháu cho tí hạt tiêu vào. Bác cứ làm tí hạt tiêu đi. Cho lấy phong độ. Bác sơn đi, bác biển đấy, cứ nhặt nhà. Cứ bình tĩnh. Ông kia xuống này băm vừa, băm vừa ngon. To quá là mình nhai khó. Cháu bình tĩnh ăn. Cái đồ này đấy. Nhai như răng như hòn cốc cốc, chó nhai xương. Ớt đâu rồi? Ớt đấy, ớt các loại ớt. Ớt phải nhiều. Ớt muối hết nhiều, có cả ớt ngâm ở trong kia trong tủ. Có thật. Có. Cứ nói mồm thì nói làm cái gì? Nói ăn ớt tươi cho thơm đã. Ớt muối tôi rồi ớt tươi. Ớt tươi phải có đầy sắt đấy này. Ăn tươi. Chanh đâu nhỉ? Chanh đấy, quất cả quất. Quất chanh. Quất đây có hết. Quất đấy. Đấy. Và quất này, tỏi ớt, chanh hành, tỏi ớt cũng nhiều con đi đấy. Đủ vị luôn. Cực. Mời ra nhà nhá. Ma ruột. Mát ruột à? Cái dầu riếc nghe gọn ghê nhỉ? Dầu dầu gọn đấy. Dầu gọn gọn gà thế. Được. Đấy. Đó, còn cái đấy là cái giềng. Bác phải... À quên cái gừng. Bác phải cầm bác nhặt ra. Gừng ngon thế. Đấy. Khả năng không khí tràn về tiếp. Ngon. Bác mười hết ăn à? Ngon à. Dầu nhẫn thín. Nhảy dầu trên nhẫn thín như thế đấy. Nhẫn. Ừ. Chỗ nhẫn chỗ không? Chỗ nhẫn chỗ không. Đàn ông có dâu có dưa không? Ai ít nhiều có, nhẫn như đít trẻ con nó làm cái gì? Cực. Cực ra nữa. Đấy, tuyệt vời ông mặt trời. Quá ngon. Thèm quá. Em gọi là cầm máy quay em thèm quá. Nhưng mà thèm, thôi. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, cứ phải bình tĩnh. Đấy, cứ phải để chia sẻ cho cả nhà xem đã. Để toàn ăn sau cũng được. Ông chủ kênh lúc nào thích ăn. À, mình cứ bình tĩnh thôi. Đăng nghiệp. Hay đâu. Đạo diễn quan trọng lắm. Đạo diễn thèm quá nhưng vẫn phải chịu cả nhà. Đấy. Cháu cận phải chịu. Tổng bán. Tí thì tôi ăn cháu cháy. Quá chuẩn. Rót cho bác biển đi. Ờ, quên nữa không? Để tao cứ ngồi. Nhớ ra. Để chú Xuân, làm bát đây cho nó mát ruột. Chắc chắn là ăn đi được. Ừ, ăn đi được. Nhà chắc mẻ răng. Mẻ răng nhỉ. Cầm cầm cầm. Chú thong thả. Đấy, cái tỏi mà.
đúng hẳn là được qua chuẩn, canh sồn chuẩn, bằm cho người bằm được không phải để miếng to quá rồi khi nó thành là một ngọt đấy, đáng yếu nhai giòn như là nhai ngu nhỉ. Được keng cái vừa vào mồm đã keng này khác gì nữa. Em phải keng thế nào mẹ vẫn thường một phát là cái bát canh chó mà tôi vẫn có cái ấn tượng của tôi. Ấn tượng chua con mè hết tuổi hết tất cả tuổi hết rồi chó xong đảm bảo nhất là được chó đảm bảo nhất là được không bên nhà cháu có nhiều khi không phải bốc ra được cho bạn hết là hết luôn không có nào đổ chó thì cháu có ai ăn đâu. Đấy làm miếng cho nó mời cả nhà cho nó gọi là phấn khởi cái bát tiết canh đỏ rực rỡ. Đấy cứ đưa lên cái này keng lên là mệt lắm cứ từ từ ăn keng sụn giòn tan đấy ngoài hai mét đấy tan giòn nghe nghe nhai tay nghe đấy mồm ngại nhai tay nghe không nghe không nghe vẫn được nghe. Đứng từ xa vẫn thấy cái gọi là khực 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 giòn cần giòn lắm sụn nhà cũng có cọc cọc nhà ngoài xuân 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 nó nhai giòn nghe sướng người ngoài nghe nó sướng như cháu người dùng con chó cháu nhai sương cọc cọc nhà này nó nhai kiểu có nghĩ đâu đau đầu ông làm miếng làm cọc to kìa đây này trống dày đặc này dày nè con lòng non nó ăn luôn ngọt chảy nước ăn luôn rồi đỡ chảy nước này. Ông ấy đang đang vào ghim rồi đang vào ghim đúng vào đúng vào ghim luôn được tuyệt vời ông mặt trời rồi ngon nhai sụn kéo này mà kim hãi bay bay mình thèm quá mình vào xuống làm gọi là bát này nhỉ kè cái nhỉ mời các ông nhá mời các cụ sáng nghiệp từ nãy giờ mới được gọi là ăn cái bát tiết này thèm bát tiết quá cả nhà mời cả nhà này được móng thế đồng đồng này to ăn ngâm mồm luôn cả nhà ngon bán là bán lên rất ngon mà ông ăn đi đây đây này ông ăn nữa có đồng hồ hay cái nhỉ đồng hồ này không không cần phải đút à cứ thế mở là nó rơi ra rồi cái đồng hồ này rồi sẽ các ngày đi dọc đường nó rơi thế nào biết tắm tháo ra nước không vào tháo ra nước mua cái đồng hồ mũ nhựa ấy trăm mấy mấy hai trăm mấy nhỉ mình mua hay là ba trăm mấy cái này nó nhẹ mà nó chắc chắc to ông nghe thích do mua đâu cái này là ngồi hắn mua cái điện thoại nó khuyến mại là được cái phe cái phiếu gấp cái này nó còn triệu đấy mỗi ít đâu ồ thế mà là chắc mua nhảy toàn nhảy nhưng mua được không có nhiều hai cái này hai cái phiếu là cho luôn hai con nhân viên là sướng quá mày phải làm một bát này cho nó khỏi quá có tặng cái mà đồng đạc cái phiếu nào anh đi mua giảm bao nhiêu phần trăm cái phiếu của nó là bây giờ giá của cái đồng hồ này nha nó không có giá cho luôn sướng quá thơm cả một túi thế tôi bảo cái này theo hơn trăm mà ông cười nhà cái này nó triệu bạc bán hết muốn giảm giá giảm giá mua một triệu là giảm được 50.000 rồi chính xác gần 500.000 đấy là 50 cái phiếu đấy bao nhiêu đồng có đi đâu có đến ngoài đấy không giòn đấy ngồi làm gì đâu nhìn cái giòn ngon mà rồi cái nỗ đít đấy ông cấm cái nồng lòng cái đít nồng lòng ấm thấy ngon cái nồng cấm khổ có nói thế anh ấy giòn lắm cái nồng cấm cái giòn ấm luôn nhà ta cũng nói là mồm giằng nhiễu nên cắn nhất là dùng tay để ăn giòn có áo cắn như em bé và luôn bác không cứ phải vào thôi nhưng mà sợ nó gì quá nè đấy là cháu ạ con miếng đây như này các cháu thái thôi đây là không cần thay một cái thành ba cái thôi thôi bác thế thôi thôi rồi không ai ăn nữa bác gì thôi bác con xuân đây là ba giáo này mấy giáo đừng đau đấy mình phải thủ tục phải làm miếng thèm quá thôi nhét toại bên này đây rồi anh to to đấy thôi có cái này cắn ra ăn này một phát này phí giỏi tí cái gì ăn đến cũng bảy hơn cái dậy mùi ăn đến xin mời cả nhà cay đắng mặn ngọt sân tiếp đi rau đây
Ngập mồm rồi. Ngập lại sẵn tiết. Đây đủ thủ tục. Chanh đi anh, em bắt rồi. Nó bắt rồi. Cuốt ra. Cuốt. Này có cuốt thơm đấy. Cuốt thơm. Thơm lắm. Mắm tỏi ăn cả quả. Ở người đâu? Ui giời. Bảo Hà Nội nào? Đấy. Dẫn tiếp. Bây giờ mày thiếu gì trên đời này? Ngập mồm. Quang ngon. Chơi ba bát này ăn nhiệt đấy. Rượu toàn các nước pha thêm uống này nó lại dễ uống. Bộ Y tế đã thông báo bây giờ anh nào bị F0 cũng không đưa ra giải. Không thông báo bây giờ nó hoàn. Không quang dương mà bệnh giá là nhảm. Không phải, không biết là tôi mới thú bị là chỉ có báo Y tế là cấp thuốc là thì cho điều trị cho khỏi mà đi nào. Không biết kiểu là nhà ông A này là người này bị, nhà ông B này là bị, bây giờ người ta phá lại bảo hoàn. Bây giờ nó như là sốt thẳng cúm bình thường rồi. Gọi là cúm mùa, cúm mùa. Giờ là ba liều thuốc thẳng cúm lại khỏi. Đâu bây giờ nhá, ngày xưa cái sốt thấp huyết. Ngon lắm. Để ý về cái mùa này có nhà sống bệnh người bị như mình. Ăn bây giờ uống Panadol cắt trà đậu mùa đấy, ngày xưa các cụ nói đậu mùa đấy. Về mùa này nhảy sới là một này, vâng. Rồi là canh châu là hai này, rồi sốt huyết là ba này. Ba loại đấy là ẩm nớt là vi trùng nhiều, đấy, còn vi khuẩn nhiều. Có cái là cái sức anh nào đó bệnh nền mà không đề kháng tốt là gì? Nhà đi trong đổ cho Covid cái gì hiểu đấy. Đấy nó thế rồi, nó cũng là dòng, nếu mà nói về khoa học là Covid ra đi là Covid. Mới móc cái... Đây là món tỏi. Tỏi rồi. Tỏi thì tỏi. Nào càng. Thế à, càng đấy. Chào ông chủ kinh. Nào chủ kinh, mời các ông. Bát tỉ cảnh mát ruột. Nó lôi vào máy tiết canh theo kiểu chú bây giờ biển nước ngọc này là ok đấy. Ok. Ừ, đảm bảo hoàn toàn vệ sinh mà ăn ngủ nó ngon. Nóng và sạch sẽ. Nóng sạch sẽ bát. Bên đó là tráng chiết. Ngô bát là hàng đầu. Vâng. Nước sôi chiết hết vị trùng cái thứ. Chính xác. Và tiết thì tiết là tiết ngon mà rồi, nhưng mà cái đũa cái thìa nó nhăm nhát chứ người ta không cảm thấy nó mất mất cái 90%. Chứ phải là còn cái gì sống cứ sống, đúng, sống thì ăn vã thì sống không sao, nhưng mà nó về lòng bác món làm chín là phải chín sống thì nó mới phù hợp theo tiêu chuẩn của bên Bộ Y tế. Ăn nó ông người nói Bộ Y tế và nó hay này, ăn nó mới yên chí êm bổ. Nước là phải làm sao biết anh nhà mình ăn no rồi ra quán thì làm bát đi Bộ Y tế quá nước hương ngâm nước gừng đúng ai cứng nặng giống cứng luôn. Giờ đây nhấm nháp cái này, nhai những cái canh mà cứ như nhai ngủ răng. Nhai ngu. Bên là cổng to nhé. Đuôi, to. Nó hắt được. Ông tuần này là làm đêm à? Thế mai mới đi làm mà. Mai vẫn ngủ thoải mái. Đâu có được chứ đi bây giờ. Giao ca trưa mà. Mới trưa à? Ông có làm ca đêm từ đêm qua đến trưa nay ông mới về, ta từ đêm trưa nay đến sáng mặt ông về. Làm buồn đấy, đấy buồn đấy. Đấy, 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 ông xúc như này, xúc cho em bé như này. Cô mẹ, ông sáng cua nghe thật. Quá đùa quá nghe. Ông ăn nhỏ nhẹ đó. Ông giờ ông ra mấy, ra kém. Ông cứ bà biết, nhà phùng má được mắt này là
không phun được. Không rồi. Tám năm ăn tiết canh rồi nhỉ? Hai ông sao mà mạnh được? Mạnh được qua phòng. Ông là 85 năm ăn tiết canh. Ông là 70 hơn 70 năm. Đấy là tốt lắm rồi. Quá tốt. Đi lâu rồi. Thôi thời là đi lâu rồi thật. Thời thời của các ông ấy là toàn ăn đồ sạch. Mẹ 49 50 là đi không còn đến 49 được. Thời trước lúc bốc mã lâu. Đến 49 mà là các vị đi hơi nhiều, các bạn lên to nhau lên não. Thời bây giờ à thời xưa nên ông sống mới khỏe, toàn ăn đồ sạch. Cá toàn đồ sạch. Bây giờ các ông mẹ toàn gái cả ông già cũng to. Rồi riêng. Tôi cảm ơn. Nửa thôi. Nửa. Ngon. Ăn thế là vừa, cả nhà ăn thế là ngon là vừa. Ngon. Còn nếu mà để mà vừa ăn bạn chán thì chắc phải đánh về thêm 2-3 bát nữa. Ăn hôm nay vừa xinh ngon, vừa không được cay quá. Một mình đi toàn 5 bát rồi, nếu mà bình thường ăn được 5 bát. Đây này, riêng ông ngoài hôm nay bát thứ tư này. Đấy. Ông chơi 4 bát này. 4 bát thứ tư này. Đấy. Tổng này là 1 này, 2, 3, 4 này. 4 bát. Còn 2 bát này rồi. Thôi nó hơn đại không ông quá đại rồi không phải tính cậu là nó không cần nó máu lên thì không gan nổi được. Mình làm nốt tại sao ra mặt bằng cái ngon bụng nó bé bạn nó vẫn cắt không được ba bốn múi này thở ra dậy hỏi cái họ như vậy mà tao mắng ta mà không mua quần về ông cắt làm cái gì ông điên à? Cái món này mà không ai ăn nhẹ mới, cứ toàn ăn nốt nốt cái món giòn nhiều cỏ đấy, ông no quá mới là mới này, mới còn cháu còn mới thân tí rồi này này cắt cái này này cắt đấy dối rồi tao không thở nổi được này cắt hết đây này, tao cắt hết đi bụng to này cắt đỡ quần ra này. Nó trông với hơi mà vệ với đây này. To đấy, thánh ăn. Con này không có cái mấy múi, 4 là múi. Con cháu mua chê, con cứ để đành. Cứ sao, kéo nó cắt đi. Bây giờ 10 cái quần hoa tao là cắt 9 cái. Không, cứ đành cơ. Nhưng mà rộng thì tao thích, cái mẹ rộng thì nó không... Không, rộng vừa phải thở, nó không tụt. Vâng. À, nhưng mà đây mà vẫn mặc nó vừa, nhưng mà mỗi cái chỗ này thì để chọc quá. Bây giờ nó khó chịu. Khó chịu, ăn ngồi này nó nét mà thở chứ không. Đấy, nhưng ba này khác. Thế mà mua đồ rộng mà thì sai toàn 34, 35 cả thì mua 36 đi, 36 nhưng mà cái chun của nó may dày như này hiểu không? Còn ống rộng bao nhiêu không sao nhưng mà cũng chỗ này là vẫn là hai cái chun to này. Cho đừng chê. Còn cái này thì bây giờ nó nít vào. Thế ông người cắt thì nó vẫn đi vào. Vì em 38 nó vẫn nẹp. Rồi vẫn nẹp chính xác. Vẫn cứ đi. May mà nhớ thôi. Ông cũng dính mấy cái quản đấy ông tự xử. Đấy nói là nha không phải là nói mồm thôi. Tao nói là tao làm mà chứng luôn cho mày xem. Đấy video lên toàn quay có thời lượng cả nhà. Hôm nay là nào bấm tiếp canh là quá là hợp lý rồi nhà. Cứ cầm hai ông với cả anh em đấy là cháu là thưởng thức quá vừa tầm. Đây mình chia sẻ đến ăn sáng cả nhà nhé, đến ăn sáng đấy xong rồi về, xong rồi anh em về ông về chưa đến và ăn cơm cơ. Đấy sáng ăn đơn giản thôi. Đấy mọi người xem thấy hay thì đăng ký ủng hộ cho Lê Toàn nha, cho mình một like cho bác Biển một đăng ký nha. Đấy hai anh em đấy để ra được những clip tốt nhất. Anh xin chào cả nhà, các nhà có biết không? Chào cả nhà, 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 chào cả nhà,